Tiến Linh bị chấn thương trước trận gặp Indonesia. Sau buổi đá tập hôm 3 tháng 5 trên sân phụ Việt Trì, Tiến Linh bị căng cơ và phải chìm đá. Anh được các bác sĩ chăm sóc sau trận đấu vì bị đau sau pha tranh chấp khi đá bóng đối kháng. Khả năng bình phục của anh còn bỏ ngỏ. U23 Việt Nam có 2 ngày nữa để chuẩn bị cho trận đấu gặp thầy trò ông Shin Tae-yong. Nhiệm vụ ghi bàn của chủ nhà đang nằm trên vai Tiến Linh. Phong độ của tiền đạo này đang khá ổn. Anh ghi bàn ở trận đá tập tại Hà Nội cách đây mấy ngày. Huấn luyện viên Park và cộng sự tính toán điểm rơi phong độ cho chân sút số 1 U23 Việt Nam. Chấn thương của anh là điều khó đoán. Hàng công U23 Việt Nam còn có tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, câu lạc bộ Hà Nội, Hồ Thanh Minh, Huế và Nhâm Mạnh Dũng, Viettel. Dẫu vậy, cả ba cầu thủ này chưa thể so sánh với tiền đạo chủ lực Tiến Linh về kinh nghiệm và thành tích. Tiến Linh là một trong 3 suất cầu thủ trên 23 tuổi mà huấn luyện viên Park chọn cho kỳ SEA Games 31, bên cạnh Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ 25 tuổi từng cùng U23 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 30 ở Philippines 2019. Chiều ngày 4 tháng 5, U23 Việt Nam ra sân tập. Tình hình chấn thương của Tiến Linh sẽ tiếp tục được cập nhật trong 2 buổi tập tiếp theo. Nếu anh không theo kịp bình phục, đó là tổn thất lớn cho đội chủ nhà. Trong khi đó, đối thủ U23 Indonesia bắt đầu tập luyện vào sáng ngày 4 tháng 5. Họ tiếp tục ra sân vào buổi chiều cùng ngày để kịp làm quen với điều kiện thời tiết và khí hậu ở Việt Trì. Lúc 16:30, họ sẽ làm quen sân thi đấu.